chào buổi sáng cả nhà. Bây giờ thì đi ra trước cửa nhà đây, trước cửa nhà trong là cái chợ, quay cho cái nhà coi sơ sơ nha. Ủa mẹ bà cóc bắt rau tập tàng hay gì vậy? Mua rau tập tàng để nướng cá hả? Như cầm cang nướng cá không? Nhà bà cóc đi, ôm bà chứ. Hả? Ông nó không cần ở quá là chị. Gần gấu còn ngủ. Bà ông ngoại đóng. Nè chị cho bán gà. Gà bán con bán chán hết rồi. Ủa con anh chán nè hả? Đây là con dâu của 12 của chồng. Cóc 7. Cóc bán rau. Cảm ơn nha. Bao nhiêu tiền vậy bà? 23. Bây giờ là đi ăn sáng. Hai xe lô. Giờ đi ăn sáng rồi. Giờ đi ăn bún bò Huế. Cái chỗ đó rất là ngon. Cả nhà đã xem nha. Bây giờ đi ăn bún bò Huế. Bún bò Huế Quỳnh Châu. Ta đặt đi.
Quên mà mọi người nhá. Ăn đi con. Có miệng chưa? Chắc có miệng chưa? Đó, xe lồ là Việt Nam là đang đi ăn tiệm. Giỏi nha. Hỏi ăn không? Ngon quá. Ăn mình ăn cái gì mà ngon chứ vậy ta? Nhà bánh xong rồi chiều đi, chiều ăn cà phê về đi nhà bánh ha. Nha. Rồi ăn gỏi đi, ăn gỏi cho no đi rồi chiều đi nhà bánh. Để. À lát kiếm một cái hồ chơi đi. Trăm mới hết nổi không trăm. Tại chị mới hỏi là trăm mới hết còn nổi không trăm nó hết. Đấy là chị từ nhỏ nó nghe mà còn chị chia qua. Tô của mình và ông ngoại đó hoàn thành. Giờ đang tiễn kìa. Mọi người ra về. Có người có chén không chị? Đó là không đó. Cái nhà bây giờ mình đi mua đồ chơi đây. Thế giới đồ chơi. Đi mua đồ chơi. Cháu dễ thương hả? Thế rồi mua lửa được chơi đi con, vô lửa đi, ở trong kìa, đi vô. Vô lửa được chơi đi. Này hả? Con mua này không? Hả? Để dặn tôi mua cá bi với mẹ có bi á. Cá bi với cái thùng nữa nè. Cá 5.000 đó bi bỏ lọ. Mít là ô Úc Ba Bạch tại vì bên nhà Úc Đông. Tại mẹ không có thấy nào 5 bịch lên nữa. Xe đồ ăn câu câu đi. Xe đồ ăn câu câu xong rồi. Bữa nay mình ăn cơm gia đình mình sẽ ăn canh chua. Mở quang luôn nhóc. Anh lọt.
Nước mía. Nước mía. Xe rồi. Mẹ ơi, tụi con ăn rồi nè. Chào cả nhà. Em tên Nguyễn Trâm, 80 giờ mình đang mình mới mượn, mình mới khiên cái tủ lạnh trên kia này là tủ lạnh cũng mạnh, nhưng mà kia gửi tại vì chặt quá về cho chị mình để đồ. Hai sa kỳ tủ đông, không biết bà mua cái gì bà để vô nữa, bà bắt buộc là phải khiên cái tủ lạnh này về cho bà. Giờ thì chờ cái này như sắp lỗ đá nữa ha, để đồ ghim lại có thùng ha. Rồi cái này mắc kẹt rồi à. Nhiều cây cái gì nữa để khô hay cái gì đó à, khô đồ đâu quay vô đây coi để được chưa. Cắt con dâu để vô được chưa, ưng chưa này tới cuối tháng trả tiền điện là mệt xỉu. Hôm nay không có tốn điện nhiều đâu. Còn này có tám hả, tám làm hả, tám đổi bán có gì tám mới làm ngon. Tao ăn liền hoàng nóng hổi là hoàng ăn nóng. Đây đổi cọp có gì tám. Mẹ ơi mẹ ồ. Tám trong làm bánh ngọt rất là ngon. Dạ. Không nói vậy. Xin chào cả nhà, bây giờ trong đi ra cái khu vườn nhà đây dùm cái video. Hả quá ơi cho nó mát quên, cái nào mình ra đây mình đứng được ăn. Mấy cái cây này chạy đâu quên. Đẹp. Nó mát mà quên đâu có nói. Nổi. Mát tại sao mà cái dinh đàn ở đây nè. Nào lấy cái hầm hồ bơi ra đây bơm để đây cho nó rộng. Để đây. Cái tàu nữa nè. Nào mua đồ cần câu hay câu cá. Cá nhiều lắm á. Mình cứ kiếm nha. Ở đây nó mát nè, chỗ đây nó mát nè. Homestay. Cái giỏng thơm mộng chưa. Nè có ốc nè, cá nhóc hết trơn nè. Có ốc có cá. Nhiều lắm. Bỏ hẩm hàng gì hàng nguyên để rồi câu xuống rồi giật lên là dính cá chê bự á. Chỗ nào? Chỗ mấy cây dừa mát dữ, ngồi chiều chiều. Cây dừa nào? Cái đó mà cây dừa hả? Cây dừa cưa đó. Đấy. Giờ mấy trái cây thì nó chưa. Đi đâu rồi? Đây nhỏ lộc tông. Đây. Đây là cái bạn. Chị bữa nào mình hẹn bữa nào ra đây đi. Hoàng là bữa hổm về định là coi như hầu như ngày nào cũng ra đây. Nhưng mà hổm ngày hổm ra lu bu ở nhà. Từng tới là đầu là ra đây nhiều. Nướng rồi ấy chúng mát quá lắm, Quỳnh nó nóng cũng không biết nổi. Tại vì mùa này đứng gió chứ không là gió mát lắm.
học hôm nay cho chị sinh nhật cho mẹ nè, hát tin tới chị. Đây là đó, anh chủ của khu resort này nè. Ba đi dép nổi hả? Rồi kế bên là vợ của anh chủ. Ba nói bây giờ cậu ba nó quay lại. À, à. Ôi cưng quá. Ủa đâu phải chở con gấu. Mà nhét cho nó cái gì quên. Ai à, dạ. Ai dạ cái gì vậy? Đây vui không? Này vui không? Bỏ người ta nó bắt chịu đó, không? Bỏ người ta. Cái đồ là à, mặc áo nào để bỏ cái áo lại. Trời, trời trời mất tiêu rồi. Phải chạy theo. Vô. Đó sao vậy chuyện ra đó. Vô rồi. Rồi đi vô, vô. Vô. Yeah.